game, come on. Hello everyone. Hello everyone, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình có hai chú chim nhỏ để tắm cho chú chim. Chim một tuần một tháng các bạn, lớn quá. Chim lớn rồi các bạn. bird no. Rồi. Mát nhá. Mát chưa? Ba đừng. Để tự. Con nữa ba. Rồi. Mát không? Đứng bằng chậu luôn. Để tự dìa lông à. Còn mặt bạn nữa các bạn. Trời rất là nóng các bạn nha. Nhiệt độ bây giờ là 39 độ C. Chít. Để đi ăn thịt thôi. Rồi tắm đi. Tắm cho mát đi. Đứng đây nè. Đấy, hai chim mình đang tập tắm đấy các bạn. Đấy, đấy, tắm đấy. Tắm rồi đấy. Đang cho chim tắm nha các bạn. Tắm rồi đấy. Đang tập tắm đấy các bạn. Bay lên. Hai chú chim vừa tắm xong rồi các bạn. Bố làm thức ăn. Em miếng nhỏ thôi ba. Bà bông nhuyễn lắm. Đang no. Em pho. Tôi no rồi nha các bạn nha. Mày con tim là mình á. Tim tại bà đó. Ồ, đấy, giờ với bố kìa. Đấy, chi. Ra ra. Chim đang làm quen với bố các bạn. Chi. Nó há mồm, há mồm. Là bạn chó rồi. Đấy các bạn. Đấy các bạn chó. Bạn chim xem bạn chó kìa. Áo áo. Mẹ chơi đi, mẹ chơi đi. Ngửi. Đi đây tôi đây bố. Giờ làm quen đó. Chào nhau đi, chào hỏi đi. Chào hỏi mới đầu lần đầu tiên là gì? Mới đầu nhà hello. How do you do? Không để ai tới ăn thịt cháu. No. Em mới nhỏ ăn bị đau bụng đấy. Em ăn luôn.